Tin học CBS ngày 31 tháng 8, lộ từ Ngô Lỗi tái hợp, Công Tuấn nhiệt ba song kiếm hợp bích, Lâm Canh Tân bị chê không xứng với Lệ Dĩnh. Weibo ngày hôm nay thêm nhộn nhịp với loạt ảnh của dàn sao tham gia các hoạt động live stream. Tháng tới đây, hai việt tạp chí đáng chú ý nhất thuộc về Công Tuấn và Địch Đệ Nhiệt Ba. Hình ảnh từ buổi tiệc mừng công của Tinh Hà Sán Lạn cũng rất vui vẻ dễ thương. Ngoài ra còn có thêm thông tin về bộ phim Chiều Kể Tiếp Thương Nan Quyết. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé. Lộc Hàm Công Tuấn chuyên sóng live stream nhiệt ba báo trước tạp chí mới. Tối qua Lộc Hàm và Công Tuấn đã có buổi live stream quảng cáo nhãn hàng, khiến chúng tôi bất ngờ nhất chắc chắn là Lộc Hàm. Đã lâu rồi anh chàng chưa xuất hiện và vừa lên sóng cái đã gây sốc vì rùa bởi vẻ ngoài điển trai trẻ trung của mình. Dù đã ngoài 30 nhưng trông Lộc Hàm chẳng khác nào trai 20 cả, bảo sao fan cứ mê ảnh như điều đồ. Diện áo hoa lên sóng live stream, Công Tuấn mang đến cảm giác vui vẻ thoải mái cho người theo dõi. Anh chàng cực thân thiện khi giao lưu tại sự kiện, đồng thời cũng khiến bao người phải mê mẩn bởi ngoại hình điển trai của mình. Ngoài hình ảnh dự sự kiện, Công Tuấn gần đây còn có thêm ảnh nhà hàng cho tạp chí Baja Mini số tháng 10. Địch Đệ Nhiệt Ba tháng tới cũng sẽ xuất hiện trên bìa Baja. Đây được xem như màn song kiếm hợp bích của cặp đôi A Lạc Truyện, chuẩn bị cho phim sắp lên sóng trong thời gian tới. Cũng trong tối qua, tiệc mừng công của Tinh Hà Sán Lạn đã diễn ra với sự tham dự của triệu đội tư Ngô Lỗi. Cặp chính tuy không có nhiều tương tác thân mật nhưng đã chụp ảnh cùng nhau và có những khoảnh khắc vui nhộn. Tạo hình của cả hai tại buổi tiệc tuy rất đơn giản nhưng fan vẫn phải mê mẩn bởi trai xinh gái đẹp đứng cùng nhau. Sau Thương Nan Quyết, cái tên Trương Lăng Hách được nhiều người chú ý. Anh chàng mới đây tung bộ ảnh khoe vẻ ngoài điển trai năng động của mình. Ngoài ra hôm qua cộng đồng mạng cũng bàn tán khá nhiều về Trương Lăng Hách, cho rằng nam diễn viên rất thích hợp với vai Tang Diên nếu khó dỗ dành của Trúc Dĩ được chuyển thể. Gần đây Trương Dư Hi rất chăm chỉ tập luyện, chẳng thế mà cô nàng sở hữu thân hình ngày càng hoàn hảo. Mới nhất đoạn ảnh khoe eo của nữ diễn viên làm bao người phải ngỡ ngàng, bởi không chỉ dáng nhỏ, chân thon mà còn rất xinh đẹp khỏe khoắn nữa chứ. Trốn Thoát Khỏi Mật Thất hiện đang tiến hành quay tập mới. Trong phần này Vương Hạc Đệ sẽ làm khách mời và anh chàng diện bộ đồ cam cực bắt mắt. Xuất hiện trong những tấm ảnh chụp lén, Vương Hạc Đệ vẫn vô cùng điển trai, bảo sao dưới bình luận toàn lời khen anh chàng. Dương Mịch hôm qua cũng nick ra tạo hình trong Trốn Thoát Khỏi Mật Thất. Cũng diện tông cam giống Vương Hạc Đệ, Dương Mịch thu hút sự chú ý hơn khi để mái tóc buộc hai bên vô cùng trẻ trung. Nhìn Dương Mịch ở loạt ảnh này, ai bảo cô đã ngoài 30 cơ chứ. Sau khi Thương Nan Quyết kết thúc phát sóng, cộng đồng mạng hiện đang rất mong chờ xem nền tảng sẽ đưa bộ phim nào lên sóng. Và có vẻ như sẽ là bộ phim hiện đại khi gần nhất, bộ siêu thời không lãng mạn của Hồ Nhất Thiên và Trần Ngọc Kỳ đã ấn định ngày 5 tháng 9 lên sóng. Tuy chưa rõ bộ phim hấp dẫn hay không, nhưng cộng đồng mạng có vẻ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tác phẩm này. Loạt ảnh cuối cùng của ngày hôm nay thuộc về Dữ Phượng Hành. Blogger tung ra loạt ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Trong khi Lệ Dĩnh được khen trẻ trung thì Lâm Canh Tân lại nhận về không ít lời chê. Đỉnh điểm nhất chắc là bình luận chê Lâm Canh Tân có vóc dáng không hoàn hảo, đậm tuổi như ông chú. Thậm chí có người cho rằng Lâm Canh Tân của hiện tại thực sự không xứng với Triệu Lệ Dĩnh. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.